Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Ở đây là xã Long Hữu của huyện Cần Đước, tỉnh Long An mọi người ha. Hôm nay mình xuất phát khá là sớm nha mọi người. 6 giờ mình đi rồi, mình đến Long Hữu là cũng gần 7 giờ. Rồi mình chạy ngang đây, mình thấy ở đây có một cái view rất là đẹp ha. Cái view này lúc trước là mình có ghé ở đây mình quay một lần rồi. Cái bãi thả trâu á, mình đi ngang đây mình thấy buổi sáng này khá là đẹp trời mọi người ơi, nên mình ghé đây mình thả ly cam lên mình cho mọi người xem cái cảnh đẹp như thế nào ha. Đây ở đây là cánh đồng lúa bao la luôn, còn phía sau camera là một bãi năng thả trâu ha. Cái view ở đây đẹp quá, vừa đẹp vừa mát mẻ nữa, nên mình chỉ dừng lại đây để mình thả lại cam lên mọi người ơi. Còn mình đi câu thì mình sẽ tìm bãi ha. Rồi bây giờ mình không để mọi người chờ đợi lâu nữa, mình sẽ đi tìm bãi câu mọi người ha. Con này cũng được lắm chứ. Con đầu tiên của ngày hôm nay. Cũng được, cũng ok lắm. Ngay má đào nha mọi người nha. Rồi mình xin gỡ cá nha. Rồi ngày câu hôm nay thì mình vẫn sử dụng cái bộ cần cũ nha. Lưỡi thì vẫn là mẫu lưỡi chữ C, mình rất là thích cái mẫu lưỡi này mọi người ha. Thép này là thép lò xo AK súng 1.4 ly, chiều dài tầm khoảng 3 phân rưỡi, rộng ngang 2 phân rưỡi đến 3 phân. Cái này là mình vũa bằng thủ công hoàn toàn nên cái độ chính xác nó không có chính xác dữ mọi người ha, nó có xì xích nha. Ở trên đó nó có mấy cái lỗ nước là do con trâu nó quần đó mọi người, con trâu nó quần nó trũng lỗ gì đó. Còn khi cá lên nó nằm trong mấy cái lỗ đó nó ở. Đây, nãy mình chạy ngang mình thấy nó có táp nên mình dừng lại. Chứ trên đó cạn lắm, chắc nó có chừng mấy cái lỗ nước à. Nước chắc tầm cũng khoảng gỡ gang tay thôi. Nó có nước là nhờ mấy con trâu nó quần. Nó có cái chảo á. Vô con cá nè. Cá nhỏ xíu nó ăn. Mình dở lên luôn để đỡ hư nhái, nó gỉ cái chân nè. Chuyển qua chỗ mới, chỗ đó nãy giờ câu cũng 10 phút rồi nó không ăn nữa mọi người. Thấy bên đây có cái lỗ trống bên kia, chỗ ở bển. Trời. Ăn coi cỏ. Chuyển mới chuyển qua đây đường đầu tiên luôn rồi. Lụm luôn. Con này bự hơn con nãy nữa. Rồi, hai con mọi người. Gỡ cá ha. Mới đường đầu luôn, chọi qua bên đó kéo về là lụm. Hai con. Thường một lỗ như vậy là nó có một con rồi mọi người, nó không có một con nữa. Tại vì nó cũng giống như con chó vậy, nó ở cái lãnh thổ. Cái con khác vô là nó đá à. Ví dụ như là cái con nó mất á, thì con khác nó sẽ vô nó ở. Chứ không thôi là nó ở chỗ đó, nó giữ cho chỗ đó hoài luôn. Con nào vô là nó đá, nó như con chó vậy. Con chó mà đi qua lãnh thổ của con khác là nó cắn à.
ca các bạn ơi. Lớn nhỏ, nhỏ nữa. Trên đây thường là cá nhỏ nhiều. Bắt lên cho mọi người coi cái lưỡi câu mình, cá nhỏ cái nào nó cũng dính đấy nha. Có nhỏ xíu vậy cũng dính đấy nè. Cá này mình thả lại nha mọi người ha. Chiu. Thường nhái rồi, hai nhái khác. Rồi mình vô thêm con nhái mình nữa mọi người ha. Cái mẫu lửa chữ C này nè, anh em móc nhái đùng là cực kỳ đẹp luôn. Tại vì cái hầu của nó là cái hầu bầu, mình móc con nhái nó không có bị khớp ha. Cái này thì cá nhỏ cá lớn dính hết á. Nếu mà anh em muốn câu cá nhỏ thì mình chọn con nhái vừa vừa thôi. Còn anh em nào muốn chuyên câu cá lớn thì bắt nhái lớn ha. Cá một lạng cũng dính nữa. Không tay cá đâu lúc cũng dính luôn á. Rồi để mình vô con nhái nữa mọi người ha. Mình sẽ không quay cảnh móc nhái nha. Tại cái gì cái này là quy tắc cộng đồng của YouTube họ không đồng ý ha. Rồi, ăn rồi, ăn rồi. Con này chắc được nè. Lên nè. Ôi, con này bự nè. Con thứ ba nha mọi người ha. Quá đã luôn. Cá cỡ cỡ này không là vậy là ok lắm rồi. Chứ giờ cá lớn quá thì cũng hiếm. Lâu lâu có một con thôi. Nó nằm hàng cỡ 3 lạng đổ lại thì nhiều ha. Rồi mình gửi cá mọi người ha. Con này lại dính má đào nữa nè. Bữa nay trời mới có 9 giờ rồi mà nắng dữ dằn lắm mọi người. Để mình vô đây mình nghỉ chút xíu, mình ăn sáng, mình mua cái hộp bún nãy giờ mình câu. Nãy giờ mình chưa kịp ăn nữa. Ở trong đây rất là mát luôn mọi người ơi. Cặp đường kênh. Đường kênh này bãi cũng rất là đẹp nè, súng nhiều lắm mà có con cá là súng hơi già. Mình câu thì mình ngán câu mấy chỗ này lắm. Nó vướng á, bắt cá khó với hay bị đứt lưỡi á, nó ăn nó máng vô súng nó giật không được. Vậy mình bị mất lưỡi nên mình không thích câu. Còn bên đây lúa nè, lúa vừa mới trổ bông xong thơm quá. Ngồi đây nghỉ mát là tuyệt vời ha. Mây mới che đó chứ hồi nãy trời nắng dữ dằn lắm. Bữa nay là công nhận nè. Sáng mà nắng ghê. Mình làm có được mấy con rồi, thôi để mình tranh thủ mình ăn hộp bún cái rồi. Nghỉ chút xíu mình câu tiếp ha. Ở đây nước trong lắm mọi người. Để mình rửa tay, mát ghê á. Rửa tay rửa chân đồ, đã lắm, mát rượi à. À, quá đã. Cái bãi này thì nó có ba hướng đánh, mình đứng mình chọi qua thôi. Mọi người thấy có cái lỗ trống bên đây nè, một lỗ nè, với ở đây một cái là một lỗ trống nữa nè, bên kia có một lỗ trống nữa ha. Lưng phiên mình chọi mình thay đổi thôi ha. Rồi, con này bự nữa nè. Lên mọi người ơi. Kìa. Ui.
quá sức tưởng tượng. À chỗ này cỡ con bự hồi lúc nãy, trời ơi nó nuốt, con này nó nuốt mọi người ơi, con này gần 4 gram á, nuốt rồi. Cái này là mình buộc mình gỡ bằng kềm mọi người ha, để mình gác máy để mình xử lý cái ca này mới được. Nè, mình đi câu là mình chuẩn bị theo cái kềm. Cái này là cái kéo y tế nè. Thay mình nghĩ là mình sử dụng cái kéo y tế nó sẽ tốt hơn. Tại vì á, là khi con cá nó ăn nó bị nuốt chỗ sâu á, cái kẽ miệng con cá nó hơi nhỏ, mà dùng cái kềm thì nó hơi to quá, không hay. Cái này nó có đường cong đó nè. Móc thọt vô bật là lên ha. Chứ mình đi câu cá mình chuẩn trang bị cái bao tay mọi người ha, để mình câu thứ nhất là mình bắt cá cho nó dễ, thứ hai là mình đi câu cái mồi hôi tai mình ra, mình cầm cái cần nó không có bị trơn mọi người ha. Với phần che nắng nữa. Rồi, để mình xử lý cái ca này mới được nuốt rồi. Mấy cái sông Hồng này cá nó ăn chừng vài con à, nó bắt đầu nó có hiện tượng nó bị mềm với nó bị gấp khúc, bị gãi mọi người. Cái này mình câu thì mình chịu khó mình thay nha, mình sử dụng cái cọng dây, cái dây cọng dây mạch trong xe Honda á. Nó cỡ này nè. Chứ thôi là dây ca, dây cáp quang, cáp Mỹ rồi đó. Mọi người cảm giác như nó vừa làm là mình sử dụng được ha, không có gì khó đâu. Tại câu này là dính cá nhiều là nó bị gãy á. Rồi mình vô nhá thêm mọi người ha. Cái này mình cũng giới thiệu luôn, đây là cái đồ đựng nhái mình làm bằng cái bình hóa chất lúc trước mình đi mình nhặt được á, giờ mình cắt ra mình làm nè. Đó, nó rất là mềm, rất là dẻo, mà đập thoải mái, nó cũng không bể nữa ha, chọi luôn cũng không bể nữa, nắng mưa thì chuyện bình thường. Còn cái này là mình tìm cái miếng vải nào đó mình may thành cái ống, rồi mình trùm vô rồi mình khoan lỗ nè, mình khoan lỗ rồi mình móc dây vô là vô, dây BE 5 chấm hoặc 3 chấm gì móc vô là xong. Còn cái này mình đục lỗ cho nó thở luôn người ha. Đó, vậy đó. Còn mua ở chợ 30-40 ngàn cái, xài chừng tháng là nó bể, nó giòn lắm, ba cái mụ dởm mà. Còn cái này mọi người bóp nặng cỡ nào nó cũng không bể, thách luôn á. Đó, chịu khó làm là xài được lâu mọi người ha. Ở đâu xuống cầu? Bình Chánh. Bình Chánh luôn hả? Anh đâu? Ở đây nè, chứ đâu? Anh ở đây. Bơi để em. Con bự không? Cá bự không? Cá không lớn. Hai lạng hả? Thì đâu có lớn. Tụi mình tránh xuống đây câu luôn hả? Trời ơi, gần mà. Chuyện chơi vậy? Trời ơi, đi xuống đây thường mà. Còn này 3m3 phải không? 3m3. Nặng à? Thôi cũng nhẹ chứ không nặng. Ồ, còn dữ ta. Cái khoen này nó cái khoen đề ba hồi xưa nè. Đúng rồi, tại vì mua... Hồi đó mua, em cũng mua 30 mấy ngàn một cái về tự động, tự dấn. Tự làm theo luôn hả? Hồi đó xài cũng cần bự vậy nè, giờ cần này bự quá, cầu cầm đúng nổi. Đúng rồi, mà đều giờ con cá nó dễ, giờ cần cục. Cần cục bắt cá chậm hơn anh ơi. Chứ anh đi nổi, anh đi nhái kỳ lắm. Nó không có... Đúng rồi, nhanh không có đẹp. Nói đi nó không có phao. Câu nổi mà con nhái đi không có phao là cá nó ngán ăn lắm. Tôi thấy mấy người câu cái cần có mét 2 trời ơi sao câu. Cái đó là người ta câu mấy ngang. Đúng rồi, mấy ngang. Mấy ngang buộc là phải câu vậy. Mà bây giờ thấy cả câu cần 2m4 là nhiều đây. 2m7. 2m4 cũng ngắn nữa. Giờ quýnh 27 không à. 28 còn ngon vừa. Giờ 3 mét thì nó hơi chổi chút xíu, nhưng quýnh càng càng dài càng bự quá càng ngon chứ. Cái cần này thì nó nhẹ nha đó. Tôi cũng nặng cho đông nha chứ. Nặng. Nó cặp con này nó hơi cái này, cái cây này của anh nè, coi vậy chứ nó mỏng vỏ hơn cái này. Đúng rồi, này đặc hơn. Này giống Columbia, còn Columbia có vậy phải không? Mystery. Columbia câu cũng ngon, cũng bền lắm. Ồ, lên cá bên kia, lên cá dữ quá. Cái đó không à, phải không? Con này nó ăn chắc cái lỗ ngoài đó. Cái này cũng cỡ không tới 2 gram đâu. Không tới
dám mấy à. Tại mày anh nó chờ tôi anh có ăn không? Vậy được rồi, vậy là ngon rồi đó. Thì dạ cả này thôi chứ đầu gì nữa. Còn không có gì nữa vậy. Cái này là quý rồi. Nói giờ đi câu có cái đầu còn cái giữa cái đáp không? Có. Được con cái rưỡi. Còn mà tôi lấy cái năm giờ tôi đẩy căn tập bên căn tập á. À 1.8 kg à. Tôi đẩy cái 6 chứ mở nhôm nhách. Tôi cái 8 mà nó mập, tôi cái 8 nó mập lắm. Còn cái kia 4 nó mập nó cũng khúc cho nó chừng 2.5 kg à. Trời ơi tôi câu cái hào bài không? Tôi đẩy mà tôi kéo nó dí tôi hai cái rồi. Một cái thứ ba nó ra giữa hào là tôi đẩy nhá vô luôn. Kia 8 luôn. Ừ kia 8. Mà nó mập lắm mà nha, tôi phải ôm nhôm nhách nha, mập lúc luôn mà nha. Tôi làm được con ký 6 mà ôm nhôm nhách. Cái đầu trời dòi, dạng cá đực á. Trời sọc. Mà mấy con cá nó mập nó tròn quá ăn đâu không? Đúng rồi, nó mập, dạng như mập cá nuôi á. Ừ. Như ổ mì vậy không? Ừ. Anh câu đường này đi, em qua bên kia ha. Quýnh hơi nữa, cái gì vô nghỉ trưa mệt quá. Ừ, hơi nó kiếm lầm nào bắt mà ấy. Thì hiện tại nhái câu ở chỗ mình bây giờ là lên đỉnh điểm là 2.000 đồng một con nha mọi người. Có chỗ họ bán 2.500 luôn, 3.000 nữa. Và chỗ rẻ nhất của ở dưới chợ Cần Đước của mình á, mình quê ở Cần Đước nha, chợ Cần Đước là 2.000. Còn chỗ khác nhái bán sao thì mọi người để lại bình luận nha, để mình tham khảo. Chứ chỗ mình là bán đồ con rất là mắc nha mọi người. Một ngày anh em đi câu bắt khoảng 30 con nhái là hết 60.000 rồi. Rồi anh em đổ xăng ăn uống này nọ, chắc một ngày câu quá là anh em phải tốn phải gần 200.000 á. Mà không biết được nhiêu con cá hay nữa, hên xui nha mọi người. Đi câu vì đam mê thôi mà. Cái đường này còn con mình thấy nó giỡn nè, không biết nó còn dám ăn không, tại bắt mấy con rồi. Con này bự nè. Bự lớn. Mua điện thoại di động. Đó. Mua laptop, mua TV siêu bọc, mua máy lạnh, mua máy in, mua đồng hồ đeo tay. Mua điện thoại di động, mua laptop, mua TV siêu bọc, mua máy in, mua máy lạnh, mua đồng hồ đeo tay. Nó mập lắm mọi người. Nó dí hả, đụng nước luôn là mình biết thứ dữ rồi. Nó dính ở dưới mái đào. Mái đào này trổ xương luôn. Rồi sang các bạn ơi. Lên cái nè. Nó nhảy cũng dính. Gỡ cá nha. Con này nó bung nó nhảy mà dính cũng dính luôn. Quá quá nắng mọi người ơi. Giờ này cũng 12 giờ mấy rồi. Hồi nãy mấy bạn thấy cái chú cần thủ nãy không? Mình mình thấy mắc cười lắm mọi người ơi. Cái bãi lúc nãy mình câu đó. Mình vô mình câu trước rồi một chút xíu nữa ổng mới chạy vô ổng câu. Nói chuyện vui vẻ vậy đó ha. Ông đứng góc bên đây bên tay trái, mình đứng góc tay phải mà cách nhau có một cái lùm bạch đàn á nên không thấy. Ông câu chút xíu cái ông lên con, cái ông kéo vô cái mình lại mình quay cho mọi người coi đó ha. Rồi cái mình về đường câu của mình, cắm câu lát dính thêm con nó bự hơn, cỡ chắc con đó mình đoán cỡ 3 lạng mấy 4 lạng á. Mà ổng giật nhẹ hiều à, ổng rút lên, ổng giật ổng không dám giật luôn, ổng giật nhẹ cực kỳ nhẹ, ổng kéo từ từ vô ha. Cái mình thấy rồi. Cái mình làm bộ mình hỏi. Nãy giờ có câu được con nào nữa không chú? Chú nói không dính được con nào nữa hết á. Giấu. Thấy rõ ràng không, nói chuyện vui vẻ vậy đó, chứ vô câu cá là giấu không? Mà cái bãi đó đâu phải là mình lợi sâu luôn mình câu đâu mà chú giấu. Mình lên ở mình câu đó mấy năm sáu con rồi. Sợ biết chỗ đó có cá, tính câu nó không có để cho mình đi. Trời ơi, mình câu ở đây cũng lâu lắm rồi. Mình câu ở đây cũng mười mấy năm rồi mọi người ơi. Chỗ nào có cá không lẽ mình không biết. Là thôi. Vậy thì thôi. Mình thấy có nhiều cần thủ mắc cười thiệt luôn á mọi người ơi. Có con cá hay con cá cũng đâu có đáng nhiều đâu mà giấu làm chi. Trời ơi.
làm như là mình nai tơ lắm vậy. Mà thôi, mình cũng nói chuyện vui thôi, nói chơi vậy mà. Bữa nay chắc mình kết thúc bữa câu ở đây luôn. Giờ này cũng 12 giờ mấy, gần 1 giờ. Bữa nay mình về phải về, có việc. Rồi mình sẽ hẹn mọi người vào cái tập tiếp theo ha. Bữa nay mình câu được hình như là cỡ đâu 6-7 con gì đó, mình không nhớ, như 7 con á. Rồi để mình tổng kết cá rồi mình kết thúc ngày câu ở đây nha mọi người ha. Được đâu? Được 1 2 ê nó nhảy. Cá bữa nay cũng ok lắm mọi người ơi. Mình đi có nửa buổi thôi mà được như đây cũng may mắn lắm rồi ha. Thôi để mình kết thúc video luôn để nó tung nó nhảy hoài à. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi ngày câu của mình nha. Hẹn gặp lại nha.